Lại nữa, thiện hiện người thuyết pháp đối với 6 phép ba la mật đa có phương tiện thiện xảo, còn người nghe pháp đối với 6 phép ba la mật đa không có phương tiện thiện xảo. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện người nghe pháp đối với 6 phép ba la mật đa có phương tiện thiện xảo, còn người thuyết pháp đối với 6 phép ba la mật đa không có phương tiện thiện xảo. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện người thuyết pháp đã chứng đắc Đà La Ni, còn người nghe pháp chưa chứng đắc Đà La Ni. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện người nghe pháp đã chứng đắc Đà La Ni, còn người nói pháp chưa chứng đắc Đà La Ni. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện người thuyết pháp muốn cung kính sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, còn người nghe pháp chẳng muốn cung kính sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện người nghe pháp muốn được cung kính sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, còn người thuyết pháp chẳng muốn cung kính sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện người thuyết pháp đã lìa tham dục sân nhuế hôn trầm thủy miên trạo cử ác tác nghi cái, còn người nghe pháp thì chưa lìa tham dục sân nhuế hôn trầm thủy miên trạo cử ác tác nghi cái. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện người nghe pháp đã lìa tham dục sân nhuế hôn trầm thủy miên trạo cử ác tác nghi cái, còn người thuyết pháp chưa lìa tham dục sân nhuế hôn trầm thủy miên trạo cử ác tác nghi cái. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện nếu có người khi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa, hoặc có người đến nói các việc khổ của ba đường ác, nhân đó lại nói: đối với thân ấy, ngươi nên siêng năng tinh tấn để mau hết sự khổ mà nhập niết bàn. Vì lý do gì mà lưu lại biển lớn sanh tử, chịu trăm ngàn việc khổ khó nhẫn để cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột? Thì người ấy do lời nói này nên đối với việc sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng được hoàn tất, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện nếu có người khi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa, hoặc có người đến khen ngợi các việc tốt đẹp trong cõi người, khen ngợi các việc thù thắng diệu ở cõi trời tứ đại vương, trời 33, trời dạ ma, trời đồ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, khen ngợi các việc thù thắng vi diệu ở cõi trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm, khen ngợi các việc thù thắng vi diệu ở cõi trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, khen ngợi các việc thù thắng vi diệu ở cõi trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, khen ngợi các việc thù thắng vi diệu ở cõi trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quảng, khen ngợi các việc thù thắng vi diệu ở cõi trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời giác cứu cánh, khen ngợi các việc thù thắng vi diệu ở cõi trời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nhân đó lại nói: tuy ở dục giới thọ các dục lạc, ở sắc giới thọ cái vui tịnh lự, ở vô sắc giới thọ cái vui tịch định, nhưng chúng đều là pháp vô thường, khổ không, vô ngã, bất tịnh, biến hoại, là pháp tận diệt, pháp tàn tạ, pháp xa lìa, pháp hủy diệt. Đối với thân này, ngươi cần gì tinh tấn? Chỉ thủ quả dự lưu hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả a la hán, hoặc quả vị độc giác để nhập niết bàn rốt ráo an lạc. Chứ cần gì phải ở trong cõi sanh tử luân hồi lâu xa, vì người khác mà chịu các khổ não vô ích để cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột. Người ấy do lời nói này, đối với việc sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng được hoàn tất, thì nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp một thân không hệ lụy, vô ngại tự tại, còn người nghe pháp thì liên hệ, nhiều người bị kéo níu buộc ràng, hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người nghe pháp một thân không hệ lụy, vô ngại tự tại, còn người nói pháp thì liên hệ, nhiều người bị kéo níu buộc ràng, hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp thì chẳng ưa số đông tụ tập, còn người nghe thì thức ở chỗ đông. Hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người nghe pháp thì chẳng ưa số đông tụ tập, còn người nói pháp lại thích ở đám đông tụ tập. Hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp thì muốn khiến người nghe đối với việc làm của mình đều phải tùy hỷ tán trợ, nhưng người nghe lại chẳng theo ý muốn đó, hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người nghe pháp thì muốn đối với các việc làm của người thuyết pháp đều tùy hỷ tán trợ, nhưng người thuyết pháp thì chẳng tùy thuận ý muốn ấy, hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp thì vì tài lợi nên muốn vì người mà nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, lại muốn khiến kẻ ấy sao chép thọ trì đọc tụng tu tập, nhưng người nghe pháp biết việc làm ấy mà chẳng muốn làm theo, hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người nghe pháp thì vì tài lợi nên muốn thỉnh người khác nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, lại muốn dùng phương tiện để sao chép thọ trì đọc tụng tu tập, nhưng người thuyết pháp biết việc làm ấy mà chẳng đáp ứng sự thỉnh mời, hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp thì ưa thích phương khác trốn nguy hiểm đến thân mạng, còn người nghe lại sợ mất thân mạng, chẳng dám theo đến, hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người nghe pháp thì ưa thích phương khác trốn nguy hiểm đến thân mạng, còn người thuyết pháp sợ mất thân mạng, chẳng muốn đi cùng, hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp ưa thích phương khác trốn thiếu thức ăn uống, còn người nghe pháp lại lo nơi kia gian khổ, chẳng muốn đi theo, hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người nghe pháp ưa thích phương khác trốn thiếu thức ăn uống, còn người thuyết pháp thì lo nơi ấy gian khổ, nên chẳng cùng đi, hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp ưa thích phương khác trốn giàu có an vui, người nghe pháp muốn đi theo, khi ấy người nói pháp phương tiện dạy Ngươi tuy vì lợi muốn đi theo ta, nhưng ngươi đến nơi ấy chắc gì vừa ý, nên suy nghĩ kỹ đi, về sau chớ hối hận. Khi ấy người nghe Pháp nghe rồi nghĩ người ấy chẳng muốn ta cùng đi, nếu cố đi theo thì chắc gì được nghe Pháp. Do nhân duyên này nên chẳng theo người ấy, hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, người thuyết pháp muốn đến phương khác mà con đường sẽ đi qua là chốn đồng hoang đầy hiểm nạn, có nhiều nỗi sợ về giặc cướp, nỗi sợ về chiên trà la và các nỗi sợ khác như thợ săn, thú dữ, rắn độc, vân vân. Người nghe pháp muốn đi theo, khi ấy người thuyết pháp phương tiện dạy: Nay ngươi vì sao không có việc gì mà theo ta, muốn đi qua nơi có nhiều hiểm nạn như thế, nên suy nghĩ chín chắn, về sau chớ hối hận. Khi ấy người nghe Pháp nghe xong nghĩ, người này chẳng muốn ta đi theo, nếu cố đi theo thì chắc gì được nghe Pháp, do nhân duyên này chẳng đi theo người ấy, hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, người thuyết Pháp có nhiều thí chủ thường đi theo, người nghe Pháp đến thỉnh nói bát nhã ba la mật đa, bị trở ngại không rảnh để nói liền được. Người nghe sanh cơ hiểm, sau đó có nói nhưng chẳng chịu nghe, hai bên chẳng hòa hợp, nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, có các ác ma giả dạng bí xô đến chỗ Bồ Tát tìm cách phá hoại, khiến đối với kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng sao chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy vì người diễn nói được. Khi ấy cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao ác ma giả dạng bí xô đến chỗ Bồ Tát tìm cách phá hoại, khiến đối với kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng sao chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy vì người diễn nói được? Phật dạy: Này Thiện Hiện, có các ác ma giả dạng bí xô đến chỗ Bồ Tát tìm cách phá hoại, khiến vị ấy nhàm chán bát nhã ba la mật đa sâu xa. Ác ma nói thế này: Người đã tu tập đọc tụng kinh điển vô tướng chẳng phải là chân bát nhã ba la mật đa, ta đã tu tập đọc tụng kinh điển hữu tướng là chân bát nhã ba la mật đa. Khi nghe nói lời như thế, có các Bồ Tát chưa được thọ ký đối với bát nhã ba la mật đa sanh nghi hoặc, do vì nghi hoặc nên đối với bát nhã ba la mật đa sanh nhàm chán, do nhàm chán liền bỏ việc sao chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy vì người diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, có các ác ma giả dạng bí xô đến chỗ Bồ Tát nói với Bồ Tát: Nếu các Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa này, chỉ chứng thật tế của quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả a la hán, hoặc quả vị độc giác, chẳng bao giờ có thể đắc Phật quả cao tột, thì vì cớ gì đối với bát nhã này nhọc công vô ích? Bồ Tát nghe rồi chẳng sao chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy vì người diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, khi nói nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa có nhiều ma sự làm trở ngại, Bồ Tát phải tỉnh giác để xa lánh. Khi ấy cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những gì là ma sự làm trở ngại mà Bồ Tát phải tỉnh giác để xa lánh? Phật dạy: Này Thiện Hiện, khi nói nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa có nhiều bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa tương tự là ma sự gây trở ngại, Bồ Tát phải nên tỉnh giác để xa lánh. Lại nữa Thiện Hiện, khi nói nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa có nhiều pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh tương tự là ma sự gây trở ngại, Bồ Tát phải nên tỉnh giác để xa lánh. Lại nữa Thiện Hiện, khi nói nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có nhiều chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ tương tự, là ma sự gây trở ngại, Bồ Tát phải tỉnh giác để xa lánh. Lại nữa, Thiện Hiện khi nói nghe vân vân Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có các ác ma giả dạng bí xô đến chỗ Bồ Tát tuyên nói pháp tương ưng nhị thừa, đó là bốn thánh đế, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, ba pháp môn giải thoát, sáu pháp thần thông. Nói pháp ấy rồi,